Diễn biến hai tàu hàng bị phong trào Houthi tấn công trên Biển Đỏ mới đây và tàu khu trục Mỹ buộc phải phóng tên lửa tự vệ đã đánh dấu bước leo thang lớn trong các vụ tấn công trên biển ở Trung Đông liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas. Các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công hàng giờ trong ngày 3 tháng 12. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm. Theo hãng tin AP, diễn biến trên có khả năng đánh dấu bước leo thang lớn trong một loạt cuộc tấn công trên biển ở Trung Đông liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas khi nhiều tàu lần đầu tiên rời vào tầm ngắm. Cho đến nay, Khanei là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Albuquerque của Mỹ hoạt động tại Biển Đỏ, làm nhiệm vụ ngăn chặn tên lửa mà Houthi bắn về phía Israel. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, con tàu khu trục không bị hư hại trong vụ tấn công, cũng như không ghi nhận thương tích trên tàu. Về phần mình, lực lượng phong trào Houthi ở Yemen cho biết, họ đã tấn công hai tàu Israel và Trinity Explorer và Number 9 bằng máy bay không người lái và tên lửa hải quân. Người phát ngôn của quân đội nhóm này, tướng Yahya Sari, tuyên bố có một tàu bị trúng tên lửa và một tàu khác bị tấn công khi đang ở eo biển Bel Mandeb, nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Ông Sari không đề cập đến bất kỳ tàu chiến Mỹ nào tham gia vào cuộc tấn công.